Phương Thúy xin kính chào quý vị và các bạn đang cùng đến với bản tin thời sự nóng cập nhật liên tục trên kênh Bản tin 24 giờ. Chương trình ngày hôm nay của chúng tôi có những nội dung đáng chú ý nào? Mời quý vị cùng lắng nghe. Xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại bản tin 24 giờ với những tin tức về đợt lũ lụt kinh hoàng đang diễn ra tại Trung Quốc. Thưa quý vị và các bạn, có ít nhất 19 người đã thiệt mạng, gần 1.000 người bị thương và hàng chục ngàn người phải sơ tán sau một trận động đất với cường độ 6,4 độ Richter đã xảy ra vào tối thứ Sáu ở phía đông của Tứ Xuyên, Trung Quốc, theo China Times. Reuters đưa tin trận động đất với cường độ 6,4 độ Richter đã xảy ra vào lúc 21 giờ 20 ngày thứ Sáu tuần trước theo giờ địa phương, cách thành phố Lô Châu phía đông chừng 11 km, tâm trấn ở độ sâu khoảng 10 km. Theo cơ quan khí tượng Trung Quốc, khoảng 40 phút sau trận động đất 6,4 độ Richter, một dư chấn với cường độ 5,7 độ Richter đã xảy ra ngay sau đó. Cơ quan khảo sát địa chất Mỹ ghi nhận một trận động đất 5,9 độ Richter tiếp tục xảy ra sau đó vài giờ. Liu Wenbiao, một người dân cho biết, rung lắc nhẹ rồi mạnh dần và kéo dài khoảng 30 giây. Quận Long Mã Đàm ở sát tâm chấn nên bị thiệt hại nhiều nhất, hơn 20 tòa nhà đã bị phá hủy và bùng phát nhiều đám cháy. Có một tiếng động lớn và toàn bộ ngôi nhà rung lắc dữ dội. Ngô Cường, một người dân ở Long Mã Đàm đã kể, đồ đạc và giá sách đổ xuống, sách tóe tung trên sàn nhà. Theo đài truyền hình CCTV cho biết, trận động đất đã khiến ít nhất 19 người thiệt mạng, gần 1.000 người bị thương, trong đó 600 người đang được điều trị tại bệnh viện, khoảng 16.500 hộ gia đình mất điện và 38.000 ngôi nhà không có nguồn cung cấp khí gas. Theo Reuters cho biết, khoảng 44.400 người đã được sơ tán đến 5 giờ sáng thứ Bảy, theo China Times. Giới chức Trung Quốc xác nhận 3 nhà máy thủy điện vẫn ổn định. China Times dẫn lời Thủ tướng Lý Khắc Cường cho hay, chính quyền đã huy động cảnh sát, lính cứu hỏa và lực lượng phòng vệ tới hiện trường để hỗ trợ. Theo Reuters có khoảng 500 binh sĩ. Ông cho hay chính phủ sẽ làm hết sức mình để hỗ trợ những nạn nhân. Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Trung Quốc nói rằng tổng cộng 1.384 quan chức từ 19 tỉnh thành đã đến hiện trường thảm họa. Cơ quan khí tượng Trung Quốc đã phát cảnh báo sóng thần nhưng sau đó đã hủy cảnh báo. Thưa quý vị, chiều qua lốc xoáy bất ngờ tàn phá nhiều khu vực tại tỉnh Giang Tô miền đông của Trung Quốc, làm ít nhất 67 người bị thương, hư hại 540 ngôi nhà. Lốc xoáy di chuyển khoảng 13,8 km qua các thị trấn Dương Châu, Trấn Giang, Thái Châu của tỉnh Giang Tô, làm hệ thống cột điện nằm trong khu vực bị đổ sập, nhiều nhà bị tốc mái. Hệ thống cửa kính tại hàng trăm ngôi nhà bị vỡ nát, hàng chục xe ô tô bị hư hỏng. Công ty Điện lực Trung Quốc cho biết, lốc xoáy và sét cũng đã khiến trên 48.000 hộ gia đình tại Giang Tây bị mất điện sinh hoạt. Hiện tại, chính quyền địa phương đã lập ra 7 khu vực cứu nạn. Theo Cục Khí tượng Trung Quốc, sau khi các đài quan sát khí tượng tại khu vực phát hiện sự di chuyển của các luồng không khí nóng, ẩm và bầu khí quyển ở trạng thái không ổn định, cơ quan này đã ra cảnh báo có lốc xoáy tại tỉnh Giang Tô và Chiết Giang. Trong một cuộc họp báo, Thủ tướng Lý Khắc Cường cho biết, chính phủ đã cử một đội điều tra đến hiện trường để thu thập thông tin. Thủ tướng cũng lưu ý người dân thận trọng để tránh các tai nạn do các mảnh vỡ trên các đường phố hay do đường dây điện bị đứt gây ra. Một cơn địa chấn mạnh hôm nay đã làm rung chuyển vùng Tây Bắc của Trung Quốc, khiến hàng trăm ngôi nhà bị đổ sụp. Trận động đất mạnh 5,2 độ Richter đã xảy ra tại khu Khách Thập thuộc khu tự trị dân tộc Duy Ngô Nhị Tân vào lúc 20 giờ 48 theo giờ Bắc Kinh. Xinhua đưa tin tâm chấn của trận động đất ở độ sâu 10 km so với mặt đất. Gần 300 ngôi nhà bị đổ sập sau cơn địa chấn, khoảng 2.000 ngôi nhà khác đã bị hư hại ở các mức độ khác nhau. AFP cho hay, gần 1.500 người đã được sơ tán khỏi nơi ở, lều trại các thiết bị cứu trợ khác đang được vận chuyển tới vùng động đất. Tân Cương là đơn vị hành chính có diện tích lớn nhất tại Trung Quốc, nhưng chỉ có dân số khoảng 20 triệu người. Trong số này, người Duy Ngô Nhĩ chiếm phần lớn nhất với 9 triệu người. Các trận động đất hay xảy ra ở Tân Cương, một cơn động đất mạnh 5,4 độ Richter xảy ra vào tháng trước ở khu tự trị này, khiến hàng trăm ngôi nhà bị hư hại. Hồi tháng 8, một trận động đất mạnh 5,2 độ Richter cũng đã xảy ra ở địa phương này. Vụ lở đất trên đã xảy ra hôm thứ Bảy vừa qua ở Trung Hương, tỉnh Tứ Xuyên. Một quan chức của thị trấn này cho hay, đến nay họ chỉ biết có 11 gia đình đã bị chôn vùi trong vụ lở đất và hơn 200 người dân đã được sơ tán. Các nhân viên cứu hộ vẫn đang tìm kiếm những người còn sống sót. Truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV cho biết trên trang web của đài rằng 17 người đã thiệt mạng. Lực lượng cứu hỏa Thành Đô, thủ phủ của tỉnh Tứ Xuyên trước đó thông báo con số này là khoảng 30-40 người. Mưa lớn đã hoành hành nhiều vùng của Trung Quốc trong những ngày gần đây, trong đó tỉnh Tứ Xuyên chịu thiệt hại nặng nề nhất với 3 cây cầu đã bị sập trong lũ lớn kể từ tuần trước. Hơn 3.000 nhân viên cứu hộ đã được triển khai để tìm kiếm 12 người mất tích sau khi một cây cầu ở thành phố Giang Du sập xuống hôm vừa qua. Mưa lớn cũng đã phá hủy 300 ngôi nhà ở Tứ Xuyên và tỉnh Vân Nam lân cận,
khiến 36.800 người phải đi lánh nạn. Ở vùng núi phía tây nam của Trung Quốc là nơi thường xuyên xảy ra sạt lở đất và động đất. Vào hồi tháng trước, 46 người, trong đó có nhiều trẻ em đã thiệt mạng trong một vụ lở đất ở tỉnh Vân Nam. Hơn 1.000 nhân viên cứu hộ đã nỗ lực xuyên đêm dưới nhiệt độ băng giá để tìm kiếm những nạn nhân còn sống sót. Thiên tai khủng khiếp nhất ở Trung Quốc trong 3 thập kỷ gần đây là trận động đất tại Tứ Xuyên năm 2008 đã cướp đi sinh mạng của 87.000 người. Những công trình xây dựng chất lượng kém được cho là nguyên nhân khiến cho số người chết tăng cao. Giới chức Trung Quốc cho biết trận mưa bão lớn đã gây ra lũ lụt tại nhiều thành phố thuộc tỉnh Tứ Xuyên, miền Tây Nam của nước này, khiến 2 người thiệt mạng và hàng nghìn người phải rời bỏ nhà cửa, gây thiệt hại nặng nề về kinh tế. Tại thành phố Nhã An, chính quyền địa phương cho biết, mưa lớn bắt đầu từ sáng Chủ nhật gây ra lụt lội ở 3 vùng ngoại ô thành phố, ảnh hưởng tới đời sống của 18.900 người dân. Lũ lụt còn gây thiệt hại về kinh tế tới 145 triệu USD, khoảng 968 triệu nhân dân tệ. Để đảm bảo tính mạng cho người dân, cơ quan chức năng đã sơ tán hơn 7.500 cư dân và khách du lịch ra khỏi những nơi bị ảnh hưởng do mưa lũ. Trong khi đó, lũ lụt còn gây ra sạt lở đất tại một làng ở thành phố Bắc Xuyên, cắt đứt thông tin liên lạc cũng như cản trở giao thông tại một số tuyến đường tại các vùng ngoại ô thành phố này. Ít nhất 9 người đã thiệt mạng, gần 52.000 người dân tại đây đã bị ảnh hưởng. Nhà chức trách địa phương đã sơ tán 3.264 cư dân để đề phòng các sự cố có thể xảy ra. Lo ngại trước mức độ nghiêm trọng của mưa lũ, Ban Quản lý Sân bay Quốc tế Song Lưu đã phải hủy hơn 32 chuyến bay khứ hồi, ảnh hưởng đến 4.600 hành khách. Trung tâm Khí tượng Thủy văn Tứ Xuyên đã nâng tình trạng mưa bão từ báo động màu da cam đến mức cao nhất là màu đỏ và dự báo sẽ có mưa rất lớn, kèm theo sấm sét tại các thành phố Thành Đô, Nhã An và Đức Dương. Cùng ngày, chính quyền tỉnh Tứ Xuyên cho biết một chiếc cầu bắc qua sông Bản Giang ở thành phố Giang Du thuộc tỉnh này đã bị sập, khiến nhiều phương tiện và người đi bộ đang lưu thông trên cầu bị rơi xuống sông. Theo giới chức địa phương, vụ việc xảy ra vào lúc 11 giờ 30 phút theo giờ địa phương, thời điểm nhiều người và phương tiện trên cầu. Do đó, lực lượng chức năng vẫn chưa xác định được chính xác số người bị nạn, đến chiều cùng ngày mới cứu được 3 người. Giới chức địa phương cũng đã khẩn cấp điều động 60 lính cứu hộ cùng 8 đội tàu thuyền để tìm kiếm những nạn nhân trong phạm vi 10 km dọc theo sông. Theo điều tra ban đầu, mức nước lũ là 28.000 m khối trên giây là nguyên nhân có thể khiến cầu bị sập. Với chiều dài 250m và rộng 8m, cây cầu được xây dựng vào những năm 1960, được tu sửa vào năm 2008. Thưa quý vị, báo chí Trung Quốc hôm nay đưa tin mưa lớn khắp nước này đã cướp đi sinh mạng của thêm 35 người nữa và khiến cho gần 1 triệu người phải di dời nhiều ngày qua, không thể trở về nhà. Theo Tân Hoa xã, nước sông Hoài chảy qua những khu vực đông dân cư sinh sống ở miền Trung và miền Đông của Trung Quốc. Hôm nay đã dâng cao đỉnh điểm lần thứ 3 trong 10 ngày qua. Các nhà chức trách đang nỗ lực vận chuyển thêm lều bạt, thực phẩm, than và thuốc men cho hơn 11.000 dân làng sơ tán tới những chỗ ở tạm sau khi nhà của họ ở dọc sông Hoài bị ngập hết từ tuần trước. Tổng cộng nửa triệu người đã phải di dời tại các tỉnh Hà Nam, An Huy và Giang Tô. Tân Hoa xã cho hay 35 người đã thiệt mạng bởi sấm sét và lở đất ở tỉnh Tứ Xuyên kể từ hôm qua. Các đường phố ở ít nhất 8 thành phố thuộc tỉnh này đã đều bị ngập trong nước. Ở thành phố Trùng Khánh, sấm sét và mưa lớn đã khiến khoảng 240 chuyến bay bị hoãn hôm nay, khiến hơn 5.000 hành khách bị mắc kẹt. Sông Dương Tử hiện đang phải đối mặt với nguy cơ bị ngập lụt vì Tứ Xuyên, Trùng Khánh và các tỉnh Quỳ Châu, Hồ Bắc cạnh đó được dự đoán là sẽ bị mưa lớn hoành hành trong 2 ngày tới. Ở Tân Cương, mưa như chút nước đã cắt đứt tuyến đường sắt chủ chốt nối khu vực khô cằn này với các tỉnh khác. Phó Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường hôm nay cảnh báo tình hình lũ lụt sẽ vô cùng khắc nghiệt với nhiều trận mưa bão xảy ra trong mùa hè này. Lụt lội, lở đất, các thảm họa khác do mưa bão gây ra cũng đã cướp đi sinh mạng của 411 người và khiến 105 người mất tích ở Trung Quốc. Tính từ đầu năm đến nay, thiệt hại về vật chất ước tính khoảng 39,5 tỷ nhân dân tệ, khoảng 5,2 tỷ USD. Thưa quý vị, trong vòng 20 năm qua, 28.000 dòng sông ở Trung Quốc đã biến mất, bằng 50% trong tổng số các dòng sông tại đất nước đông dân nhất thế giới này. Khai thác tài nguyên quá mức được cho là nguyên nhân chính gây ra tình trạng này. Theo hãng thông tấn Trung ương Trung Quốc, nhờ sự nỗ lực của 800.000 điều viên, Bộ Thủy lợi, Cục Thống kê của Quốc gia Trung Quốc mới đây đã công bố kết quả của cuộc tổng điều tra thủy lợi toàn quốc lần thứ nhất, cho thấy số lượng các dòng sông có diện tích từ 100 km2 trở lên ở nước này đã giảm một nửa so với những năm 1990, nghĩa là trong vòng 20 năm qua, 28.000 dòng sông tại đây đã biến mất. Giới chức liên quan của Trung Quốc cho rằng nguyên nhân chủ yếu là do biến đổi khí hậu và kết quả của các cuộc điều tra trước đây không chính xác. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia môi trường lên tiếng chỉ trích rằng sự biến mất của các dòng sông cho thấy hệ lụy của việc khai thác tài nguyên vội vàng quá mức và thiếu sự tư vấn từ cộng đồng. Theo Viện trưởng Viện Nghiên cứu các vấn đề môi trường công cộng Mã Tuấn, tuy các phương tiện điều tra khác nhau có thể dẫn tới số liệu khác nhau, nhưng việc một lượng lớn các dòng sông ở Trung Quốc biến mất là một sự thực không thể tranh cãi, bởi vì Trung Quốc đã khai thác tài nguyên các dòng sông một cách thái quá,
trong đó chủ yếu là khai thác nguồn nước ngầm, phá hoại môi trường và sa mạc hóa các cánh rừng. Ông Mã Tuấn cho rằng các công trình như đập Tam Hiệp là một trong những nguyên nhân dẫn tới của sự biến mất nhiều dòng sông. Chắc chắn thực trạng này sẽ ảnh hưởng tới nguồn cung cấp nước cho quốc gia đông dân nhất thế giới này. Vì theo Liên Hợp Quốc, Trung Quốc là một trong 13 nước thiếu hụt tài nguyên nước nghiêm trọng nhất toàn cầu. Trong một diễn biến liên quan, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường mới đây đã cam kết tăng tính minh bạch trong vấn đề ô nhiễm môi trường. Lo ngại về vấn đề môi trường có thể trở thành một trong những nhân tố gây bất ổn xã hội ở Trung Quốc. Còn theo tờ The Times của Anh, ô nhiễm môi trường đã thay thế tranh chấp thu hồi đất, trở thành vấn đề gây phẫn uất nhất đối với người dân của Trung Quốc. Sự biến mất của các dòng sông tại đây vừa là vấn đề về môi trường, vừa là vấn đề về xã hội. Kính thưa quý vị khán giả, nếu như có những đóng góp cho chương trình, xin quý vị hãy để lại comment ở bên dưới hoặc là viết thư cho chúng tôi. Một lần nữa thì Phương Thúy xin thay mặt cho ekip làm chương trình. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.